Là người ta còn đến mức em ôm không sợ sợ hết vòng tay. Là người có bờ vai đồng đủ để xua tan mình mỗi từng ngày. Bên anh chỉ có trà sữa với đồ ăn vặt chứ không có vàng để tính bằng cây. Hãy đưa bàn tay em để anh nắm cho. Bao nhiêu phiền lo cứ để anh cho em ơi em khéo lo béo no nhé em. Nhưng lúc em đói hãy cứ tìm tới anh baby. Thân hình to béo nhưng vẫn thích đi xe 50. Không phải vì bèo hay lý do nghèo mà tại lúc mua chưa đủ tuổi. Ba má anh có căn dặn khi nào lớn mới được lên chỗ mời. Nhưng đâu vì thế lại đi ngay tụi bạn tay ga. Anh là chàng mập thật thà chứ không phải người xa hoa. Anh yêu trà sữa và phát phúc chứ đâu có mơ ngọc hà. Ngày tôi bữa này sẽ bảo vệ em dù cho bao tá phong ba. Khi xong đi hết ta sẽ mạnh dạn để về chung một nhà.